Xin kính chào toàn thể bà con và các bạn. Hôm nay mình có đi đến địa phận tỉnh Vĩnh Long để cùng chia sẻ và giao lưu bà con và các bạn khu vườn của anh Lắm. Rất là nhiều loại cây bông rang nha bà con. Và đây, tiến vào sâu khu vực bên trong mình sẽ gặp ông chủ. Em chào anh Lắm, anh Lắm ơi. Chào Liêm. Anh Lắm xin kính chào quý bà con xem kênh của Liêm Nguyễn. Mình ở ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Hôm nay nhờ kênh của Liêm xuống để quay và đăng tải những hình ảnh qua mẫu đơn, thanh lý qua mẫu đơn quý bà con ơi. Mình ở ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0913 463 173, cũng là cái số Zalo luôn nha bà con. Rồi, cảm ơn anh Lắm. Để mình vô chi tiết và trực tiếp nhờ quý bà con tham khảo giá, rồi có cảm thấy chọn được cây nào như ý thì chốt cây, và mình hết sức là cảm ơn. Tại vì mình đi nhà vườn nên là đợt này là mình lên rất là nhiều kênh để nhờ tất cả những cái kênh để mình giao lưu. Mình cũng có quay kênh Pháp Thái rồi anh LTK, rồi hôm nay thì nhờ thêm cái kênh của Liêm. Cảm ơn anh luôn. Để giao lưu, không đợi quý bà con chờ lâu, thì chiều cao này 52, mình tính 50. Cây này 5 tấc. Cái bo lên là 35. Cái này là vàng sọc rồi đâu, có người kêu là vàng sọc độc đỏ, người kêu vàng sọc Tiền Giang. Ok, quá đẹp. Đây, mình sẽ giao lưu cây này là cây ghép nha bà con. Cái gốc này là gốc vàng ta. Mình đo cái hoành gốc luôn à. Gốc vàng ta này 11. Mình tính 10 luôn đi bà con ấy. Mình tính thước thì để cho bà con yên tâm. Lý do là mình nhà vườn, mình mua bán đâu đó chân thật bà con ơi. Rồi, ok, cây mã số 1. Mã số 1 này mình xin giao lưu là 900 ngàn. Mình bao phí ship toàn quốc, đơn hàng từ 300 ngàn cho lên là mình bao phí ship hết. Rồi, quá ok. Mã số 2 và mã số 1. Tại vì cái đó mã đầu tiên, mã số 1 là vàng sọc độc đỏ. Cái này là mã số 1, hồi nãy là coi như là mã số 0 đi ha. Cái kia là mã đầu tiên, mã số 0 đi. Đây, mình vàng sọc độc đỏ này hai cặp lá. Ok. Hay cặp lá cao khoảng 7-8 cm tắt với lại giống nha mọi người. Nhưng mà nó được đang bông như vậy tức có nghĩa là nó đã sống khỏe nè, rễ nó ở dưới nó đầy màu rồi đó. Mình bao sống. Bao sống bao ship. Vàng sọc đỏ này 200 ngàn cho một cây. Mà đơn hàng từ 300 ngàn thì mình bao ship. Bà con chọn lựa thêm, thí dụ cây không đủ thì mình chọn lựa thêm cho nó đủ cái đơn hàng. Đơn hàng 300k là anh bao ship hết. Bao ship. Đây là vàng sọc cánh bầu. Có khuyến mãi cái gì không? Không, mình bao ship không? Mình đưa cái giá thực tế chứ khuyến mãi này kia rồi nó khó khăn quá. Để mình chịu trách nhiệm của cây nào mình bán. Rồi. Chiều cao này 17, mình tính 15 đi, 15 dưới đây. Ok, này là anh đo mà còn tự hào luôn rồi không? Mình nhà vườn, cái đây là vàng sọc cánh bầu, tại hôm nay nhà vườn của mình vàng sọc cánh bầu thì nó hết qua rồi. Rồi. 100 ngàn cho một cây. 100 ngàn cây như màn hình. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 3 là cái vàng sọc Bến Tre. Vàng sọc Bến Tre thì cái bông nó vậy đây. Nó cũng có lúc là đậm lúc lợt nha bà con. Nói chung vàng sọc Bến Tre với vàng sọc cánh bầu thì cái bông nó na ná, nhưng mà vàng sọc Bến Tre thì cái bông nó nhỏ hơn vàng sọc cánh bầu, cũng có lúc đậm lúc lợt. Anh đo chiều cao cái cây bên này đi anh. Tại vì cái cây đột biến thì nó không thể giống nhau của một cái hoa lúc nào cũng vậy. Cũng có đợt đậm lực lợt này. Chiều cao 30, thay đổi theo thời tiết rồi ha. Rồi, chiều cao 30, 100 ngàn cho một cây vàng sọc Bến Tre. Tại nói mình thì nói để sau này bà con buồn phiền, rồi sao lúc mua nó đậm rồi sao nó lợt, tại vì đột biến nó vậy, cũng có thời tiết lúc đậm lúc lợt. Đây là vàng mã số 4 là vàng sọc của Mạnh Tấn, người kêu Tấn Xà Cừ đó. Chiều cao đây 29, mình tính 25 đi. Rồi, đây tính 25 này nhiều tượng. Anh đo mà chiều cao mà anh fan play quá. Thì mã số 4 này mình xin giao lưu là 150 ngàn. Okay, cái lá của anh của cái giống của anh Mạnh Tấn thì nó hơi bong bong vậy nha bà con. Của Nguyễn Mạnh Tấn đó, có người thì kêu Tấn Xà Cừ. Rồi, mình xin giao lưu mã số 4 này là 150 ngàn. Tiếp theo là vàng sọc cánh bầu mã số 5. Mình về vườn mình thanh lý qua mẫu đơn với bà con nhiều quá. Đây 54, nhưng mình tính 50 dưới đây. Cây nửa mét. Rồi. 50, 5 tấc. Được này, 3 tược. 3 tược. Ở dưới này thì bằng đầu đũa không ăn. Này gần mình lý thuốc luôn á. Hốt kệ đi, mình thà là vậy cho bà con trừ hao, bà con gì nhận cây thấy vui vẻ hơn. Đây mã số 5 này mình giao lưu là 300 ngàn. Đến với vườn anh Lắm mà mình bao là rất là rộng rãi. Vàng sọc cánh bầu và vàng sọc Bến Tre, hay tất cả những loại cây giống của mình là mình bao chuẩn giống. Cái vàng sọc cánh bầu thì bông nó hơi to hơn vàng sọc Bến Tre, nhưng mà nó cũng là cái màu vàng, màu đỏ ngoài. Chiều cao đây là 57,
nhưng mình tính 50. Đây cái số đây 50. Ok. Cây này nó 4 tượng luôn bà con ơi. Mình cũng xin giao lưu là giá 300 ngàn luôn. Đi thanh lý ba cái bằng cái này bự bằng đầu đũa không ăn. Giờ dạ. Đi thuốc. Sợ đi thuốc luôn á. Giá 300 ngàn. Bao ship cho bà con. Tiếp theo thì mã số 7 cũng là vàng sọc cánh đầu. Tại vì cây này là mình lấy giống mình ghim cái ngọn hồi nãy mình bán 100 ngàn đó. Đó nên nó ra rất là nhiều cái tược. Chia sẻ quá nhiệt tình. Quá chân thật luôn bà con ơi. Đây, mã số này là 29 tới đây, nhưng mình tính 25. Mà tược thì về đó bà con ơi, gốc thì một cỡ với cái vừa rồi. Nhưng mà cái này thì dễ hơn tại mình lấy hôm rồi, giá 250 ngàn. Quá ok luôn. Đơn hàng mình là 300 ngàn nha bà con. Cái này tàn đẹp. Mình đốn vậy thì cái tàn nó tròn đẹp. Tiếp theo mã số 8. À, cũng là vàng sọc cánh bầu, nhưng mà nó một tược. Một cốt thẳng lên. Vàng sọc thì chính giữa nó màu vàng, ở ngoài nó màu đỏ nha bà con. Đây 45. Ở đây mình tính giá cao là 40. 4 tấc. À tính 4 tấc tới đây. Cây chim nha mọi người. Đây, giá 200 ngàn cho một cây. Mã số 8. Ok. Tiếp theo là mã số 9 là đỏ sọc, có người kêu hồng sọc, có người kêu hương sọc. Hồng sọc. Nhưng mà đột biến thì nó có lúc nó qua màu này, có qua màu kia. Cái này là 42 tính 40. Ok. Mã số 9. Gồm có 2 3 tược vậy bà con. Này mình cũng có lấy giống rồi. Ừ. Nó ra cái chẹo lên vậy đó. Mã số 9 này mình giao luôn là 100 ngàn. 100 cả. Tiếp theo là mã số 10. Là Mỹ cam sọc. Ghép nha, gốc này đỏ nhung lá lớn. Gốc này gốc đỏ nhung lá lớn. Đỏ nhung lá lớn. À. Tổng chiều cao này là 49. Đây mình tính 40. 40 45. Okay. Tính 45 đây. Cái bo này thì 37 mình tính 30, cái bo 30. Bo 3 tấc. Đây. Đo thước thì trừ hao hết bà con ơi. Lắm quá trời rộng lượng rồi. Rộng rãi quá. Mình nhà vườn mà, mình muốn thanh lý ba cái qua mẫu đơn này để mình làm công việc khác. Rồi. Đây, mã số, số 10 này 150 ngàn. Đó, ok. Mã số 11 là Mỹ đỏ Tiền Giang. Cây này một gốc nha bà con. Một đó hoa. Ừ, gốc phòng đẹp nha mọi người. Tổng chiều cao đây 50. Dạ. Mình tính 40 đi. 48. Tại vì cũng có cây lùng cây cao mình tính chuyện hao vậy đi. Đây nha bà con. Mà đây. Từ 45 cho lên mình tính 40. Cái này là một đây, một cốt liền luôn. Chia lên thành nhiều tược. À, nó nhiều tược. Rồi rất là đẹp. 50 ngàn cho một cái cây bụi Mỹ đỏ này. Mỹ đỏ Tiền Giang. 50 ngàn. Mã số 11. Tiếp theo mã số 12 là cũng là một cái phôi trang vàng lá nhỏ. Phôi vàng lá nhỏ ghép. Ghép Mỹ vàng nghệ nhưng mà mình tính là mình bán phôi chứ mình không có tính cái cây ghép nha bà con. Tính giá trị là phôi thôi ha. À tính bán mình bán cây phôi. Đây là 14 hoành. Rồi. Ok. À 14 hoành. Đây có 3 cái bo Mỹ vàng nghệ nhưng mình bán cây phôi. 14 hoành cái chiều cao này thì mình tính 20 tới đây. Nên mình bấm cái này cho nó gọn lại cho bà con cũng dễ gói. À. Trước khi anh giao lưu thì anh bấm gọn lại chừa cái phôi. À chừa phôi tại vì để vậy thôi nhưng mà chị vẫn còn chừa mấy cái bo, nếu mà con nào thích thì mình để, nhưng mà mình con lại vậy đó. Dạ dạ. Giá là 12 là 250 ngàn. 250 ngàn. Mình bao ship. Rồi ok. Nhưng mà đơn hàng là phải 300 ngàn cho bà con, gắng cố gắng giúp mình thì mua cái đơn hàng có 300 ngàn mình bao ship hết. Đây chiều cao thì tính tới đây 25. 25. Mã số 13. Đây là 16 hoành. 16 hoành. Giá 200 ngàn. Đây. Gốc phôi Thái Nhiễn vàng. À, mong trang vàng lá nhỏ này là gốc thuận chậu rồi, tại vì mình ghép rồi bây giờ mình bó bầu lên để mình giao luôn một cái phôi rồi con ơi. Cái vàng thì giờ nó rớt giá quá rồi. Qua mẫu đơn thì dễ nhân giống nên giờ nó rớt giá quá bà con ơi. Này đang hoa đẹp nha mọi người. Chiều cao này 25. 2 tấc rưỡi. Điều hoành này 12, 13 mà tính 12 thôi. Giá 200 ngàn. Đây bông mới dạng nghệ là gì đó bà con ơi. Vì cái mình con bên đây gói cho bà con nha. Im nha. Đang có hoa. Đó.
Mã số 14 này giao lưu với giá là 200.000. Mình cũng lên tùm lum cơ nó cho mượn thôi, bán cho nó hết thanh lý ba cái này chỗ rồi. Nếu mà có shop hoặc là mấy anh em thì thương mại thì đến đây mình giao lưu với giá thấp nhất nha bà con. Chiều cao đây 35. Chiều quanh này 14. Ok. Bên này nó cũng có một cái chi được mà mình không có đo đó, mình tính 14, mã số 15 này là giá 150.000. 150.000 quá tuyệt vời. Những cái tượng cao cao vậy khi gói hàng là anh Lắm mình, anh sẽ mình bấm lại cho con, tại vì mình bán cây phôi chứ không phải là mình bán cây ghép mỹ vàng nha. Mình xin nhắc lại là mình bán cây phôi trang vàng lá nhỏ. 30. Bà tắt. Mã số 16. 20 không được rồi, kẹt thứ rồi. Cái mã số đây 14 mà con. Vâng, 14. À, mã số 16. 200.000. 200k. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17. Chiều cao 20. Hai tắc. Quanh 15. Quanh 15. 150.000 cho mã số 17. Chốt trang vàng lá nhỏ. Thôi. Dán nó về để bonsai để bàn cũng đẹp. Hết ý. Đây 18. Chiều cao 25. Quanh 11. 150.000 cho mã số đây. Bàn cũng đẹp nha con. 150.000 mã số 18. Rồi, ok. Mã số 19. Ba mươi. À, tắt. Này một gốc nhưng mà nó hai thân nha bà con. 18. Xíu thước gì 18. Ok. 150.000 bà con ơi. Này xử lý ba hàng, ba cái hàng này thanh lý hết bà con ơi. Tiếp theo cái dáng này bye bye. Chiều cao 25. Quỳnh 13. 13. Mã số 20 ha. Mã số 20, giá 100.000. 100.000. Dán bye bye đẹp. Bao ship 100 từ 300.000 cho lên là mình bao ship nha bà con. À. Rồi, tiếp theo mã số 21. Mã số 21. Chiều cao 19. Điều quanh 14. Cái nhánh này nó ái nhưng mà cái thân này không có sao hết nha bà con. Mã số 14. Mã số 14. Mã số 21. 21 là 100.000. Mã số 22. 2 tấc 4 chiều cao. 13 gửi tính 13. 100.000 cho mã số 22. Ship đi hết mấy chục ngàn rồi bà con ơi, mình bán giá thanh lý bà con ơi. 30 hoành. Quên 30 chiều cao. Này tính 15 đi, tại nó cấn bên đây mình tính 15 đi. Ok. 100.000 cho một cây, mã số 23. Hình ảnh đi, nếu không rõ thì bà con kết nối Zalo mình gọi trực tiếp cho nó dễ cho bà con. Chốt cây này cái mình gọi cho nó dễ. 25. Quanh này bự ha. Quanh này cũng ha. 21 tính 20. Okay. Cái nhánh này hơi ái. Mình bán 100.000. Nhưng mà cây cũng rất khỏe nha bà con. Quá tuyệt vời. Giao lưu giá không nghĩ để cho bà con mình chơi. Giá không nghĩ là gì, mình số lượng mình nhiều quá bà con ơi. Đây là vàng hường đọt xanh bông đậm. Nhánh này là nhánh chiếc. Mình chỉ lên đại diện cây giống thôi nha bà con. Mặt hoa đó nha mọi người. Đây. Một cặp. Chiều cao này tính 45 đi. Nhánh này nhánh chiếc. Một tốt hết. Để mình cho bà con xem cái đây. Cụ thể mình bắt. Đây là nhánh chiếc chứ không phải là cái cây hôm. Ở đây cũng vậy, đây là nhánh chiếc hết. Cái này mình bằng ngón trỏ ha. Ngón trỏ luôn mọi con ơi.
Một cặp như vậy là mình xin giao lưu với giá là 150.000 cho hai cây. 150.000 hai cây. Còn nếu mà bà con mà lại vườn thì mình tính vài chục ngàn cây ạ. À? Rồi ok, tại vườn. Tại vườn mình bán khoảng 50.000 cây. Bọn này đang giá ship giờ cao quá bà con ơi. Rồi. Bà con mua 4 cây là anh lắm bao ship luôn. Mình miễn 300.000 mình bao ship, bà con cố gắng mà giúp mình thì cho mình cái đơn hàng được 300.000. Thì tiền ship bây giờ cao quá. Đây là dàn sọc cánh bầu, mã số 26. Chiều cao 1m2. Tính 1m1. Đây tính 1m1 ở đây. Quá dư. Ok. Dàn sọc cánh bầu. Mình gốc nó bằng mình gốc bằng ngón út. Có cái củ ở dưới bự chà bá. Đây. Đây. Rồi. Giá là 750.000 cho mã số 26 dàn sọc cánh bầu. Ok. Cái giống này ngày xưa hot lắm nha bà con. Có người kêu cánh tròn nữa đó. Mà sau này thì kêu cánh bầu không? Cây này đang có hoa, chuẩn bị hoa ha. Cái này 1m3 mà tính cây này 1m2. Đây cây này mình tính 1m2 tới đây. Ok. Mình chịu hao hết nha bà con. Cây này đang rồi có 4 tược trên đây thì hơi dài. Tược đây có bông thì hơi ngắn hơn là 5 tược. Cây này thì cái vành nó lớn hơn kia chút bằng ngón tay út bà con ơi. Cái này thì mình cũng có lấy giống rồi. Mình bán giao lưu cây này là 800.000 cho mã số 27. 800k. Ok. Mã số 27 thì cũng là cái mã cuối clip. Con cũng hết sức là cảm ơn quý bà con đã thương tình và xem hết cái clip và lựa cây cho mình ưng ý. Đây con cũng có một số là giao lưu hồi hôm qua, con cũng hôm kia cũng có lên kênh đang vào tới ca để giao lưu một số rồi bà con. Đây là cái những cái cây này là đã giao lưu cùng với bà con khách hàng rồi đó ha Lâm. À, cái này tại vì mình cũng có quay nhiều kênh đó, mình nhờ cái kênh LTK đó, tại số lượng mình nhiều quá. Anh Lâm giao lưu trên tất cả các kênh quảng cáo YouTube để cùng chia sẻ đến cho bà con. Bà con nào yêu mến thì cứ liên hệ với số điện thoại của anh Lâm, mình để phía dưới màn hình nha bà con. Sẵn mình ra mình chia sẻ khu vườn cho bà con rồi xem tham khảo nha. Dạ dạ. Đây là vườn nhà của anh Lâm. Thì hiện tại là cây giống đồ là tự động tự nhiên anh Lắm cắt giống ra để trồng. Đây khu vườn phía sau thì còn những cái cây khủng bố nữa, tùng cây lớn. Đây, nhiều lắm nha bà con. Mình để mình zoom lại cho bà con xem. Đây ngoài xa kia còn nhiều lắm nhưng mà mình chia sẻ đến đây thôi. À, cái này chuẩn bị để giao lưu nữa đây. Vào đầu mùa mưa mấy hôm rày cũng có tháng rồi cây nó xanh tươi cũng tốt lá một mà con ơi. Chỗ anh Lắm thì giao lưu tất cả các cây kiển như cây tùng rồi mình sẽ có dịp mình sẽ chia sẻ đến bà con một số cây hoa kiển ngoài loại bông trang ra, còn có những cây khác nữa cho bà con có thể giao lưu với anh. Đây những cây mấy cái cây cổ cổ nhiều lắm nữa. Trắng trắng nữa nè. Đó trong đó cam, với hồng, mai. Rất là nhiều. Đặc biệt là chỗ anh Lắm là cơ sở đúc chậu. Con nào có ở gần nơi đây thì có thể giao lưu chậu thì chạy đến chỗ anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi mình chia sẻ clip đến đây để bà con chiêm ngưỡng và giao lưu cùng anh Lắm. Mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình của anh Lắm nha. Chào bà con và hẹn gặp lại bà con vào những cái clip khác. Bye bye bà con.